Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn. Chào các bạn đã đến với Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về hoa kim châm. Cây hoa kim châm hay cây hoa hiên, một loài hoa không chỉ đẹp mà lại mang trong mình hoạt loại những công dụng quý cho sức khỏe. Bài viết sẽ thống kê toàn bộ tác dụng của cây hoa kim châm tới quý vị và các bạn. Hoa kim châm còn có tên gọi khác là cây hoa hiên, một loại dược liệu có hàm lượng vitamin rất cao, được ví như nữ hoàng vitamin. Ngoài ra, cây hoa kim châm còn có vô vàn những tác dụng quý cho sức khỏe. Hoa hiên là một loài hoa đẹp, hoa màu vàng, nhìn rất giống hoa loa kèn. Cây có mọc hoang nhưng không nhiều. Hiện nay, nhiều nơi tiến hành trồng loài cây này vì nó mang lại lợi ích kinh tế rất cao, bởi người ta không chỉ dùng cây hoa hiên làm cảnh mà còn dùng làm thuốc. Những địa phương có trồng nhiều cây hoa hiên là Đà Lạt, Lâm Đồng, Lào Cai, Vĩnh Phúc. Hoa hiên có hàm lượng vitamin A, C rất cao, ngoài ra còn nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Cây có vị hơi ngọt, tính mát vào tâm can. Công dụng của cây hoa kim châm. Không chỉ là một loài cây cảnh, hoa kim châm còn được biết đến là một vị thuốc rất thông dụng trong y học cổ truyền. Dân gian thường dùng cây hoa kim châm để điều trị một số chứng bệnh như sau: tác dụng giúp an thai, điều trị chảy máu cam, điều trị bệnh trĩ nội, đi cầu ra máu, điều trị viêm gan, vàng da, điều trị bệnh đái rắt, đái buốt, viêm tiết niệu, ho ra máu, điều trị viêm tai giữa, điều trị sưng vú, viêm vú. Cách dùng hoa kim châm làm thuốc. Dùng làm thuốc an thai, điều trị động thai, hoa kim châm khô 10g sắc nước uống hàng ngày, hoặc có thể phối hợp thêm với rễ cây củ gai 30g đun nước uống. Điều trị bệnh chảy máu cam, người lớn dùng 15g hoa khô, trẻ em dùng 10g đun nước uống hàng ngày. Uống liên tục 10 ngày sẽ có hiệu quả. Điều trị bệnh trĩ nội, đi cầu ra máu tươi, hoa hiên khô 20g, cây huyết dụ 20g, đun nước uống trong ngày. Điều trị bệnh viêm gan, vàng da, dùng rễ cây khô 20g đun nước mà uống hàng ngày. Điều trị bệnh tiểu buốt, rễ cây 15g, rau ngô 10g, rễ cỏ chanh 15g, đun với 1,5 lít nước uống hàng ngày. Điều trị ho ra máu, hoa hiên khô 20g sắc nước uống. Điều trị viêm tai giữa, viêm tuyến vú, dùng hoa khô 20g sắc uống, phần bã đắp vào nơi đau sưng viêm nhiễm. Lưu ý, không dùng cây sống và dùng quá liều vì có thể gây ngộ độc nguy hiểm. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn về cây hoa kim châm. Nếu thấy bài chia sẻ của chúng tôi hữu ích, quý vị và các bạn hãy bấm like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh của Thảo Dược Xanh số 1 Zindu để nhận thêm nhiều thông tin từ chúng tôi các bạn nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Zindu xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.